chị ạ. Chị chào em. Vâng, đây là chị Hiền Nhu nhá. Chị nhìn vào đây này, tình trạng da của chị này, do cũng lớn tuổi nên một chút rồi nên là da nó bị bệnh trùng nhão này, chân lông to cũng như là rất là nhiều sẹo rỗ. Bây giờ em sẽ làm kim điều trị và làm đẹp cho chị nhá. Rồi, cảm ơn em nha. Chị có tin tưởng em không ạ? Rồi, chị tin tưởng em. Đây là một trong những chị cùng trong đạo tràng của chúng tôi đấy nhé. Pháp danh của chị là gì nhỉ? Chị là Hiền Nhu. Vâng.